Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của VN Review. Chỉ có khoảng một tuần nữa thôi là sự kiện Galaxy Unpacked tháng 8 của Samsung sẽ chính thức được tổ chức với hàng loạt những sản phẩm mới, và hai nhân vật chính rất được mong chờ trong sự kiện lần này chính là Samsung Galaxy Fold 2 cũng như là Samsung Galaxy Note 20. Tuy nhiên, bên cạnh hai nhân vật đáng mong chờ nhất này thì cũng có rất nhiều những sản phẩm mới được Samsung cho ra mắt. Và cụ thể mới đây thì Samsung cũng đã đăng tải một video clip nhá hàng về sự kiện Unpacked tháng 8 sắp tới của mình. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng điểm qua những sản phẩm sẽ được Samsung cho ra mắt ngay trong tháng 8 này nhé. Đầu tiên là Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra và Note 20 Ultra 5G. Đây chính là ba nhân vật chính trong sự kiện lần này, bởi như thường lệ thì sự kiện Galaxy Unpacked tháng 8 chính là thời điểm mà Samsung sẽ cho ra mắt dòng Note tiếp theo sau dòng Galaxy S đã được cho ra mắt vào đầu năm. Đã có quá nhiều tin đồn xoay quanh ba chiếc Note 20, Note 20 Ultra và Note 20 Ultra 5G. Điều này càng được khẳng định khi giá bán của bộ ba Galaxy Note 20 tại Việt Nam cũng được tiết lộ bởi một số đại lý. Về hai phiên bản Galaxy Note 20 Ultra và Note 20 Ultra 5G, sự khác biệt có thể là từ con chip. Với phiên bản 5G sẽ sử dụng con chip Snapdragon 865+ cùng công nghệ kết nối 5G, còn phiên bản Ultra thường sẽ sử dụng con chip Exynos 990 và không hỗ trợ công nghệ này. Những thứ còn lại sẽ gần như giống nhau hoàn toàn, có chăng là sự khác biệt về màu sắc hoặc dung lượng RAM và bộ nhớ trong. Galaxy Note 20 Ultra sẽ được trang bị màn hình 6.9 inch, độ phân giải 3200x1440, tần số quét 120Hz với khả năng tự động điều chỉnh tần số quét dựa trên nội dung hiển thị trên màn hình. Máy sẽ được trang bị 4 camera chính, trong đó có một camera 108MP với khả năng zoom 50x và viên pin 4500mAh. Sự khác biệt lớn nhất sẽ nằm ở sản phẩm Galaxy Note 20, khi đây sẽ là một phiên bản cắt giảm một số tính năng so với hai phiên bản còn lại. Máy sẽ có màn hình 6.7 inch nhỏ hơn, không độ uốn cong, độ phân giải Full HD Plus 2400x1080, thấp hơn so với Note 20 Ultra và chỉ có tần số quét là 60Hz. Máy cũng chỉ được trang bị 3 camera, trong đó camera chính của máy chỉ có độ phân giải 12MP, zoom tối đa 30x, viên pin của Note 20 được cắt giảm còn 4300mAh. Giá dự kiến cho 3 phiên bản tại thị trường Việt Nam được nhiều đại lý công bố, lần lượt là Galaxy Note 20 với mức giá là 23.990.000 đồng, Galaxy Note 20 Ultra với mức giá là 29.990.000 đồng và Galaxy Note 20 Ultra 5G với mức giá là 32.990.000 đồng. Tiếp đến là Galaxy Fold 2, đây chính là mẫu smartphone kế nhiệm cho Samsung Galaxy Fold 2019. Không có quá nhiều thông tin về thiết bị này, tuy nhiên dựa trên những gì mà chúng ta được chứng kiến trong một vài tháng trở lại đây, Galaxy Fold 2 sẽ mang tới những cải tiến đáng kể về màn hình cũng như cấu hình, bao gồm màn hình chính kích thước là 7.7 inch, lớn hơn với tần số quét là 120Hz và một màn hình phụ là 6.23 inch ở bên ngoài. Cấu hình của máy chắc chắn cũng sẽ tương tự với Galaxy Note 20 Ultra, Snapdragon 865+ hoặc Exynos 990 tùy thị trường. Theo một số thông tin bí mật mình nhận được thêm thì Galaxy Fold 2 sẽ được trang bị bút S Pen. Bên cạnh đó, phần màn hình gập phía trong cũng được làm tràn, nhìn đã hơn rất nhiều so với thế hệ đầu tiên. Hãy cùng chờ xem nguồn tin của mình có chính xác hay không nhé! Sản phẩm thứ ba cũng rất được mong chờ trong sự kiện lần này chính là Galaxy Tab S7 và S7 Plus. Đây là hai mẫu máy tính bảng thuộc phân khúc cao cấp của Samsung. Đây cũng là lần đầu tiên mà Samsung giới thiệu hai phiên bản của một chiếc máy tính bảng cao cấp cùng một lúc. Galaxy Tab S7 phiên bản tiêu chuẩn sẽ có màn hình 11 inch LCD, sử dụng cảm biến vân tay ở cạnh bên. Trong khi đó, bản Plus sẽ có một màn hình là 12,4 inch, lớn hơn, sử dụng tấm nền AMOLED cùng cảm biến vân tay dưới màn hình. Thiết kế của cả hai sẽ không khác nhau nhiều. Về cấu hình, cả hai sẽ đều được trang bị con chip Snapdragon 865+ mạnh mẽ nhất cùng với RAM 6GB và 128GB bộ nhớ lưu trữ, hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng. Sẽ có hai biến thể bao gồm Wi-Fi Only và Wi-Fi và 5G cho người dùng lựa chọn, tặng kèm cả bút S Pen. Và cuối cùng là Galaxy Buds Live và Galaxy Watch 3. Đây là hai mẫu phụ kiện cuối cùng được Samsung giới thiệu tại sự kiện Galaxy Unpacked tháng 8. Galaxy Buds Live là một chiếc tai nghe không dây True Wireless của Samsung với thiết kế hạt đậu hoàn toàn mới, khác biệt so với dòng Buds Plus hiện tại. Và chiếc tai nghe này được xác nhận sẽ tích hợp công nghệ chống ồn chủ động ANC, và đương nhiên mức giá của sản phẩm này cũng sẽ cao hơn so với chiếc Buds Plus nhưng vẫn rẻ hơn AirPods Pro với mức giá hiện tại là $169.
Còn với Galaxy Watch 3 thì đây là mẫu smartwatch kế nhiệm cho chiếc Galaxy Watch mới ra mắt vào hồi năm 2018. Samsung có thể sẽ ra mắt hai tùy chọn 41mm và 45mm cũng như hai phiên bản Wi-Fi và LTE. Các tính năng theo dõi sức khỏe giống hệt với Galaxy Watch Active 2. Vừa rồi mình vừa chia sẻ với các bạn về những sản phẩm sẽ được Samsung cho ra mắt vào ngay tháng 8 này trong sự kiện Galaxy Unpacked tháng 8. Và các bạn mong chờ sản phẩm nào nhất? Đừng quên để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Đừng quên nữa là hãy để lại một like và một subscribe ủng hộ VN Review nhé. Bye bye.